là mình gặp rất nhiều người ở địa phương ấy, họ đầu tư ra homestay, họ đầu tư ra cái cơ sở vật chất, nhưng họ không đầu tư vào marketing mạnh. Đến lúc mà khi mà họ đầu tư ra họ không bán được hàng, lúc đấy họ kiểu họ có những người ở địa phương mình thấy rất thương ấy, đặc biệt là những người dân tộc thiểu số luôn ấy, vay vài trăm triệu đầu tư cái homestay xong đến lúc không có khách, kiểu mình thấy là họ họ chơi vơi, họ rất giống cái hoàn cảnh của mình lúc mà mình khởi nghiệp, vay tiền làm xong rồi đến lúc mà thất bại một cái, kiểu mình cảm thấy mình mất hết niềm tin vào chính mình, và mình thấy kiểu nó rất là khổ ấy, nó rất là khổ tâm. Thì mình thấy cái đầu tiên mà mình muốn nói là đừng có đầu tư tiền vào những thứ mà nó tức là bây giờ, ví dụ bây giờ đầu tư vào một cái khách sạn, đầu tư vào xe cộ các thứ thì phải xem là cái đấy đã có nhiều người làm hay chưa, và cái thị trường của nó còn ngon hay không chứ. Chứ nhiều người cứ thấy là ở người này làm mình cũng làm, nhưng mà không biết được là marketing, không biết là bán hàng. Thì cái đầu tiên cần phải làm trong trong khởi nghiệp, trong kinh doanh ấy, là cái đầu tiên cần phải làm là marketing, bán được hàng đã. Cái tức là cái ý tưởng của bạn ấy đưa ra ấy, cái công ty của bạn ấy, ở nói thì hay thế đấy, nhưng mà bây giờ bạn bán hàng đi, bạn marketing đi, xem người ta phản hồi lại như thế nào. Thì trong marketing, thuật ngữ marketing tụi mình có một cái thuật ngữ gọi là A/B testing, là thử nghiệm, kiểm nghiệm, là tụi mình chạy thử một, tụi mình sẽ không bây giờ hỏi là anh Việt Anh cái kênh nào chạy marketing bây giờ thị trường của em kênh nào hiệu quả. Mình thì mình biết là kênh nào là hiệu quả, nhưng mình sẽ không dám nói là chắc chắn 100% kênh nào hiệu quả. Mình bảo kênh này có thể kênh Google nó sẽ hiệu quả hơn những kênh khác vì tâm lý học hành vi, nhưng không biết được là cái thị trường của bạn thực sự Google hiệu quả không. Đôi khi lại có kênh như của bạn Quỳnh chẳng hạn, Instagram nó lại hiệu quả mà Facebook không hiệu quả. Tức là mỗi thị trường nó sẽ khác nhau, và tụi mình sẽ nói với khách hàng là trước khi các bạn làm bất cứ gì ấy, các bạn hãy thử nghiệm bằng một cái mẫu số nhỏ thôi, thay vì việc bỏ 10 phần tiền ra, bạn bỏ ra 10% số tiền đó, một phần tiền thôi, các bạn thử nghiệm. Ví dụ như Thuần làm công việc kinh doanh của Thuần ấy, thì đây cái bước nó sẽ như thế này. Đầu tiên nhá, Thuần có đây là cái đây là một cái hệ thống bức tranh, hệ thống quy trình gọi là các cái bước trong một cái việc là thiết lập một công việc kinh doanh mà mình đang làm, chính công ty của mình đang làm và khách hàng của mình cũng đang làm cái hệ thống này, và nó đã chứng minh được thành công bằng chính mình và khách hàng của mình, hoặc thực tế là đây là mình học của thầy mình thôi chứ không phải là mình tự nghĩ ra đâu. Đó, thì đầu tiên là chúng ta có một ý tưởng nhé. Sau đó là chúng ta lựa chọn cho mình một cái thị trường ngách. Thì vừa rồi Thuần đã lựa chọn cho mình một cái thị trường ngách là nhóm khách lớn tuổi, đúng không? Khách lớn tuổi. Và sau đó là Thuần khảo sát thị trường. Chúng ta cần phải lựa chọn thị trường ngách xong rồi, chúng ta phải khảo sát xem cái thị trường đó, xem là bản thân mình có cái gì, lợi thế gì, khách hàng tiềm năng họ là ai, họ có cái vấn đề gì, có mong muốn gì, họ tìm kiếm xu hướng, họ dùng kênh nào, vân vân, đủ thứ. Rồi khảo sát xem trên thị trường có những cái đối thủ cạnh tranh nào, họ đang làm cái gì. Tại sao mình cần phải biết được ba cái này? Khi biết được ba cái này thì Thuần sẽ đưa ra một cái hướng đi, cái định thương hiệu ở đây nó là khác biệt. Nó phải khác biệt với những người khác. Ví dụ như người ta đang làm 5 sao rồi thì mình nhảy sang 4 sao. Chẳng hạn, ví dụ người ta đang làm 4 sao thì mình làm 5 sao. Ví dụ như người ta làm những cái nơi mà phổ biến thì mình làm những cái nơi mà nó hoang vắng. Ví dụ như người ta đang đi những cái nơi ai cũng đi thì mình đưa về làng nghề chẳng hạn. Đó là một cái ý tưởng rất hay. Thì đấy là cái mà mình phải khảo sát rất là rõ thị trường, hiểu rất rõ thị trường. Thì bản thân khi mình hiểu rõ thị trường rồi, mình làm content, mình đưa ra thông điệp nó rất là chạm đến cái trái tim của khách hàng, nó chạm được đúng cái trái tim của khách hàng. Đấy là cái đầu tiên mình cần phải làm. Sau đó là khi mà hiểu thị trường rồi ấy, thì bắt đầu mình thiết kế ra cái lời chào hàng. Lời chào hàng ở đây là gì? Là một cái tour. Ví dụ như Thuần chẳng hạn, Thuần có những cái tour của Thuần hay cái package của Thuần, thiết kế ra đi, bán thử. Và thay vì việc làm một cái website nó quá chuyên nghiệp thì đầu tư một cái website cơ bản thôi, ít tiền thôi, có thể vài triệu đồng thôi chẳng hạn. Thuần đầu tư ra, thay vì việc bây giờ Thuần đầu tư cả tỷ, bây giờ Thuần đầu tư một khoản tiền nhỏ thôi, vài triệu đồng để có thể làm ra một cái website và một cái công việc kinh doanh của mình. Sau đó bắt đầu bán thử luôn, tạo ra tour và bán thử, chạy quảng cáo bán thử luôn, và để xem là gì, phản hồi của thị trường là như thế nào. Thì tụi mình cũng đang làm như vậy, bán thử, các bạn ấy bán tour, các bạn bán luôn cái tour của bạn ấy, và bán được, khi mà khách hàng đồng ý trả tiền thì sao, thì mình biết là cái ý tưởng kinh doanh này nó work, nó hiệu quả. Và khi mà nó hiệu quả rồi thì và khách hàng chịu trả tiền cho mình rồi, thì ok, mình cầm tiền đó mình đi bắt đầu hoàn thiện cái sản phẩm của mình, hoàn thiện cái sản phẩm khả thi tối, và sản phẩm ban đầu của mình vẫn để là đây là sản phẩm khả thi tối thiểu. Trong tiếng Anh, trong ngành phần mềm ấy, nó có một cái công có từ thuật ngữ là minimum viable product, tức là một cái sản phẩm khả thi tối thiểu là tôi đáp ứng được cái nhu cầu của bạn, nhưng tôi chỉ bỏ ra ít nhất cái thời gian công sức thôi để tôi kiểm được cái sản thử xem cái sản phẩm này bạn có happy hay không. Thì mình tin là Thuần với nhiều kinh nghiệm nhiều năm thì Thuần đã có được cái sản phẩm của mình rồi, sản phẩm mà chạm đến trái tim rồi ấy. Còn 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 việc chỉ, đơn giản là chỉ cần bán nó và hoàn thiện nó tốt hơn nữa thôi. Đó, khi mà bán được rồi thì Thuần cứ có khách hàng là Thuần lấy review, lấy case study. Thì cái này tụi mình có sẵn những cái biểu mẫu câu hỏi. Đấy, ví dụ như biểu mẫu như này, câu hỏi phỏng vấn khách hàng đấy, có sẵn những câu hỏi biểu mẫu này. Thuần cứ vác điện thoại ra, Thuần xin Thuần quay quay để có những cái câu hỏi Test rồi, bây giờ rồi. test testimonial ấy.
Thì khi bạn có khách hàng nào cũng thế, bạn lại đưa nó vào cái quy trình để bạn lấy cái testimonial của khách hàng. Sau đó khi bạn ok cái phần này nó gọi là phần kiểm thử nhé, nó xong hết rồi thì bạn bắt đầu xây dựng cái hệ thống làm website, làm content marketing cho nó mạnh mẽ hơn, chạy quảng cáo, xây dựng hệ thống đa kênh. Thì tập trung vào một thứ, tụi mình có một cái hệ thống marketing ở đây gọi là hệ thống marketing nhân quả. Marketing nhân quả thì là gì? Marketing nhân quả là nó tập trung vào cái việc là chúng ta tạo ra những cái giá trị và chúng ta trao đi cho khách hàng. Ví dụ giá trị ở đây là gì? Ví dụ khách hàng người ta đến Việt Nam, người ta chắc chắn sẽ cần tìm thông tin là Việt Nam ở đâu, có gì chơi, có gì ăn, với những cái lứa tuổi của họ thì họ sẽ đi đâu cho phù hợp, ăn uống như nào, khách sạn book ở đâu. Thì mình phải là cái người chuyên gia, mình tư vấn cho họ những cái điều đó và mình chia sẻ nó ở trên cái kênh marketing của mình để mình thu hút khách hàng đến với mình. Và mình tạo ra những cái ebook, những cái cuốn sách, những cái video để mình tặng cho khách hàng. Và mình tạo ra cái gì nữa, cả những cái quà tặng, ví dụ như tư vấn thiết kế lịch trình miễn phí chẳng hạn. Đó, đấy là những cái mà tụi mình vẫn đang ứng dụng cho chính khách hàng của mình và nó tạo ra cái sự chuyển đổi rất là tốt. Sau khi mình làm cái điều đó thì mình sẽ tạo ra một cái kênh, những cái kênh marketing của mình. Và ở đây ấy, cái marketing nhân quả ấy, thì nó tập trung vào việc là trao tạo ra và trao đi giá trị. Thì sẽ hiểu là gì? Nó sẽ dùng content marketing. Và ở đây thì tụi mình dùng cái đòn bẩy là công nghệ, là tụi mình dùng cái công nghệ để mình đóng gói cái thông tin. Ví dụ như thay việc là mỗi khách hàng gọi điện đến cho Thuần thì Thuần sẽ phải tư vấn lại từ đầu, thì sẽ không làm như vậy mà mình sẽ đóng gói nó vào những cái ebook, đóng gói nó vào những cái video, đóng gói nó vào những cái hệ thống email marketing hoàn toàn tự động và trao đến giá trị đến với khách hàng. Đấy là cái việc mà mình cần làm. Đó, email marketing. Và sau đó là khách hàng đăng ký thì nhân viên bán hàng của Thuần sẽ gọi điện và tư vấn cho khách hàng, khảo sát khách hàng và chốt sale với khách hàng qua lại qua email. Rồi sau khi khách hàng đi rồi thì hỗ trợ họ đạt kết quả và giới thiệu, họ đề nghị họ giới thiệu. Sau đó thì dần đến bước sau thì phần hệ thống lại cái công việc của mình, hệ thống hóa lại công việc. Ví dụ như bạn Quỳnh chẳng hạn, hay bạn Hướng chẳng hạn, hay là các nhân sự, các cái khách hàng khác của tụi mình, thì tụi mình đều nói mọi người là hãy hệ thống lại cái công việc của mình và tìm những người khác, tuyển dụng những nhân sự và thoát dần khỏi công việc đó. Ban đầu các bạn ấy phải là người làm nội dung, nhưng về sau có người làm nội dung cho các bạn ấy, về sau có người tư vấn bán hàng cho các bạn ấy đó, và thoát dần khỏi công việc để tập trung vào vị trí CEO nhiều hơn. Sau này khi mà công ty mà nó lớn rồi thì Thuần có thể tuyển COO, tức là những cái người giám đốc điều hành về quản lý chi tiết đó, để tập trung vào vai trò CEO, ở vai trò là điều hành về mang tính chiến lược và kế hoạch nhiều hơn đó. Và Thuần cũng có thể tuyển luôn cả CEO để làm việc đó cho mình, nếu mà công ty Thuần muốn thoát ra để có một cái business mới và phát triển những sản phẩm dự án mới, thì nó lại quay về, sau khi đến bước đấy thì nó lại quay về bước đầu tiên này, là khi chúng ta phát triển một cái sản phẩm, cái business mới, thì chúng ta sẽ lại quay về ý tưởng Vâng. đó. Thì đấy là cái lộ trình mà tụi mình đã làm với các khách hàng của mình, và bản thân mình cũng đang dùng cái lộ trình này. Thì Quỳnh thì cần có câu hỏi gì không? Dạ vâng. Cảm ơn.